Xin chào tất cả mọi người nhé. Chúc tất cả mọi người một ngày mới luôn tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nha. Thì hôm nay thì cũng như mọi ngày, mình tiếp tục làm vườn của mình nhé mọi người. Hôm nay mọi người đi xem mình làm công việc hàng ngày của mình như thế nào nha mọi người. Mời mọi người đi cùng mình nha. Giờ mình vô trong chòi á mọi người. Mình lấy bình thì mình đi mình xịt á, mình đi xịt thuốc sâu mít á mọi người. Đây là cái bình của mình đây mọi người. Giờ mình đi lấy thuốc sâu. Đây là mấy mấy chai thuốc sâu mình thường hay xịt mít đó mọi người. Còn đây là mancozeb đó mọi người. Thì mình cũng xịt mít của mình chỉ xịt như thế này thôi mọi người. Một bình vậy mình cũng để tầm một nắp mancozeb đó mọi người. Không biết mọi người xịt thế nào thì mình cứ xịt như vậy thôi mọi người.
thường mít của mình á mọi người. Thì trái như thế này á thì mình mới xịt vô trái thôi nha mọi người, chứ mình ít xịt hết cây á, mình chỉ xịt những chỗ mà mang trái thôi mọi người. Đây có cây này có mấy trái, mình cũng xịt trái thôi mọi người. Mình xịt xung quanh trái thôi mọi người. Như cây này mình cũng xịt trái thôi nè mọi người. Cây này có 3 trái luôn. Giờ mình đi qua cây khác. Video của mình cũng dài đó mọi người. Thì giờ mình cũng xịt hết bình nước. Bây giờ mình về lấy bình nước khác. Mình xin chào tất cả mọi người nha.